Để đảm bảo đủ điều kiện tiếp nhận người lao động từ các tỉnh thành trở về địa phương, Quỹ ban nhân dân thành phố Sóc Trăng quyết định trưng dụng thêm 3 trường học làm các điểm cách ly tập trung, gồm trường Trung học phổ thông thành phố Sóc Trăng có 30 phòng, khả năng tiếp nhận khoảng 150 người, trường Tiểu học phường 10 có 18 phòng, khả năng tiếp nhận 90 người và trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai có 24 phòng, khả năng tiếp nhận 100 người. Các điểm trường này cơ sở vật chất khang trang thoáng sạch, mỗi giải phòng đều có khu vệ sinh riêng đảm bảo an toàn cho việc cách ly. Hiện nay, các khu cách ly này đã được quét dọn và chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng cần thiết, sẵn sàng tiếp nhận các công dân từ các tỉnh thành trở về thành phố trong thời gian tới. Được biết, thành phố Sóc Trăng có 4 khu cách ly với khả năng tiếp nhận trên 300 người. Theo dự kiến, trong những ngày tới, lượng người trở về địa phương rất đông, do dạy việc tận dụng các trường học làm điểm cách ly tập trung thật sự cấp bách và cần thiết.